Sáng ngày 5 tháng 10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mẫu bệnh phẩm của hai trẻ em bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh trong bữa tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights, thành phố Thủ Đức, có sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella SBB. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong công tác cấp cứu ngộ độc hàng loạt ở trẻ em, bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, nếu các triệu chứng xuất hiện muộn, thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân Salmonella SBB gây ra. Vi khuẩn Salmonella SBB có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ em hoặc người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Nếu không bù điện giải và điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều biến chứng. Trước đó, chiều tối ngày 29 tháng 9, chung cư Palm Heights, phường An Phú, thành phố Thủ Đức tổ chức vui Tết Trung Thu cho con em của cư dân và nhân viên phục vụ tại đây. Sau khi ăn bánh su kem, một số trẻ đã bị đau bụng, nôn ói, sốt, đi ngoài nhiều lần. Trong đó, một bé gái 6 tuổi đã tử vong.